Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Một số cái thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng với ship.vn sẽ cùng kiểm tra một kiện hàng, một mẫu nước hoa đến từ thương hiệu Victoria Secret. Nó được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và vận chuyển đến văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon và dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam và vẫn chưa được khui ra kiểm tra. Bây giờ mình sẽ tiến hành khui hộp để có thể kiểm tra mỗi sản phẩm bên trong, đồng thời cho các bạn có được những cái chia sẻ chi tiết nhất về mẫu nước hoa ngày hôm nay nhé. Đây, bên trong kiện hàng các bạn sẽ thấy là những cái lớp đệm khí rất là chắc chắn nè. Và đây chính là hóa đơn từ nhà bán hàng. Nguồn gốc sản phẩm thì rất là rõ ràng, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm nhé. Phía bên trong chúng ta thấy những cái lớp đệm mà không khí rất là dày luôn. Đó. Thì đi chung với mẫu sản phẩm như vật chính của chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta mình có đặt kèm thêm một mẫu đến từ Monlan. Thì sản phẩm này mình sẽ hẹn các bạn trong các video sau nhé. Còn bây giờ thêm vật chính của chúng ta sẽ là mẫu nước hoa đến từ Victoria Secret này đây. Trước hết thì mình sẽ giới thiệu sơ một chút xíu về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì có thể nắm bắt được nhé. Victoria Secret là nhà bán lẻ nội y lớn nhất ở Mỹ và được thành lập bởi Roy Raymond vào năm 1977. Doanh thu của hãng năm 2012 là 6,12 tỷ đô với vốn điều lệ là 1 tỷ đô. Công ty chuyên bán nội y, quần áo phụ nữ và mỹ phẩm qua các bộ catalog, trang web và các cửa hàng ở Mỹ. Nhưng mà riêng nói về catalog thì thương hiệu đã sản xuất hơn 375 triệu bản catalog mỗi năm. Victoria Secret là sở hữu toàn phần của công ty thương mại L Brand. Và Victoria Secret không chỉ gây ấn tượng với những bộ nội y nóng bỏng mà còn tạo được tiếng vang với những dòng mỹ phẩm chăm sóc da và làm đẹp, trong đó không thể kể đến không thể kể đến nước hoa của chúng ta ngày hôm nay. Với hơn 200 loại nước hoa khác nhau về các kiểu dáng, mùi hương dành cho cả nam và nữ, trong suốt thời gian hình thành và phát triển thì thương hiệu Victoria Secret đã đạt được nhiều danh hiệu như là thiết kế của năm nè, mùi hương của năm, vân vân. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một mẫu sản phẩm cũng cực kỳ nổi tiếng đến từ thương hiệu Victoria Secret này, đó chính là mẫu Tease Heartbreaker Eau de Parfum. Với dung tích cho mẫu này sẽ là 50ml các bạn nha. Đây, chúng ta sẽ thấy ngay tên thương hiệu cũng như là tên của bộ sưu tập nha các bạn. This Victoria Secret Tease Heartbreaker, một sản phẩm rất là nổi tiếng của thương hiệu. Nồng độ ở đây chúng ta sẽ có là EDP Eau de Parfum. Và nói về mùi hương, chúng ta sẽ có 3 tầng hương chính. Đó là hương đầu chúng ta sẽ là quả khế, ở hương giữa sẽ là hoa sen hồng và hương cuối sẽ là whipping cream, vanilla và đậu tonka. Thì trước hết khi đi sâu vào mùi hương, chúng ta sẽ cùng nhìn tổng quan về mẫu chai hôm nay nha. Rất là đáng tiếc thì mình sẽ phải để nguyên siêu như thế này, không thể tháo ra cho các bạn có thể thấy được hình ảnh chai bên trong được. Nước hoa để nguyên siêu các bạn nhé. Tất cả những thông tin về sản phẩm sẽ được cung cấp rất đầy đủ trên phần thân chai. Tất cả đều còn mới 100% nguyên siêu các bạn nhé. Thiết kế cũng rất là bắt mắt luôn, đậm chất của Victoria Secret cực kỳ quyến rũ. Và đầu tiên nói về thương hiệu thì Victoria Secret là một trong những cái thương hiệu đầu tiên mà nhiều người biết đến khi mới sử dụng nước hoa, và cũng không thể phủ nhận rằng là cái độ phủ sóng cũng như là sự đáng yêu trong từng mùi hương mà Victoria Secret mang lại. Và khi nhắc về thương hiệu này thì không thể không nhắc đến mẫu This Heartbreaker ngày hôm nay, là một trong những sản phẩm rất là chiến lược của thương hiệu nha. Và This Heartbreaker của Victoria Secret là một loại nước hoa Amber Flowers dành cho nữ giới. This Heartbreaker được ra mắt vào năm 2019 và mùi hương này thực sự rất là biết cách trêu đùa. Khi mới dừng lại ở nốt hương đầu thì bạn cứ nghĩ cô nàng này đóng đảnh và có phần hơi chua hoa vì có sự xuất hiện của quả khế. Tuy nhiên thì nốt hương hoa sen hồng trong trẻo và tươi sáng mới thực sự là tâm hồn, là trái tim của mùi hương này.
Một mùi hương vừa trẻ trung lại vừa biết cách bông đùa như vậy thì thật sự là đã quá biết cách khiến cho đối phương phải ấn tượng về Victoria's Secret Stitch Heartbreaker này. Cuối cùng thì tông vị ngọt ngào xen lẫn ấm áp của whipping cream, vanilla và đậu tonka sẽ thực sự khiến bạn biết rằng không thể nào thiếu được cái màu sắc đặc biệt này trong chính tủ nước hoa của nhà mình. Và Victoria's Secret Stitch Heartbreaker ngày hôm nay nó quen thuộc trò về thương hiệu và tươi mới ở mùi hương. Bạn sẽ cảm thấy sự thú vị bởi chính sự tinh nghịch đáng yêu của mùi hương này đem lại. Và đó cũng là những cái chia sẻ rất là chi tiết của exit.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến các mẫu nước hoa đến từ thương hiệu Victoria's Secret nói chung cũng như là mẫu Stitch Heartbreaker ngày hôm nay nói riêng. Hiện tại tại exit.vn thì đang có rất là nhiều mẫu mã nước hoa với rất là nhiều phong cách hương thơm khác nhau dành cho cả nam lẫn nữ. Đến với exit.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng và cam kết các sản phẩm tại exit.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.